Barca cắn răng chịu lỗ trước độ lầy của Atletico Madrid. Griezmann thoát kiếp cầu thủ 29 phút. Mới nhất theo tờ L'Equipe, Barca đang cân nhắc giảm số tiền mua đứt Antoine Griezmann từ 40 triệu euro xuống còn 25 triệu euro. Nếu thỏa thuận được hai bên thực hiện, đội chủ sân Spotify Camp Nou sẽ chịu lỗ 95 triệu euro khi bỏ ra khoảng 120 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ người Pháp hồi năm 2019. Trước đó, hợp đồng giữa Barcelona và Atletico Madrid có điều khoản buộc Atletico Madrid mua đứt Griezmann với giá 40 triệu euro nếu chơi 45 phút trong 50% số trận mà cầu thủ này có mặt trong hai mùa giải 2021-2022 và 2022-2023. Mùa trước, Griezmann đã thi đấu 30 trận và phần lớn đều chơi hơn 45 phút mỗi trận. Vì vậy, Atletico Madrid được cho là đang tìm cách hạn chế số phút ra sân của cầu thủ này trong mùa giải 2022-2023 để điều khoản với Barca không có hiệu lực, bằng cách chỉ tung Griezmann vào sân khoảng 30 phút cuối trận ở những trận đấu vừa qua. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Barca đã có ý định kiện Atletico Madrid. Tuy nhiên, phía đối diện giữ nguyên quan điểm, họ không làm gì trái thỏa thuận. Rõ ràng là Atletico biết Barca muốn đẩy Griezmann đi càng sớm càng tốt vì lương của tiền đạo người Pháp rất cao. Do đó, họ đã lách luật trong bản hợp đồng cho mượn và bây giờ đang ép giá. Bậc thầy chuyển nhượng, ông hoàng ép giá, đúng thật để nói về Atletico Madrid vào lúc này. Trong khi đó, Griezmann chắc hẳn cũng đang rất mừng khi chuẩn bị thoát kiếp cầu thủ 29 phút.